Lúc bấy giờ, A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ở chung như thế nào? Phật dạy: "Này A Nan, Đại Bồ Tát ở chung nên xem nhau như đại sư." vì sao vì các đại bồ tát lần lượt trông coi nhau nên nghĩ thế này vị ấy là thiện tri thức chân thật của chúng ta cùng ta làm bạn cùng đi trên một con thuyền chỗ học thời gian học và pháp học của chúng ta và vị ấy tất cả đều không khác như vị ấy phải học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa ta cũng phải học như vị ấy phải học pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh ta cũng phải học. Như vị ấy phải học trơn như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, ta cũng phải học như vị ấy phải học thánh đế khổ tập diệt đạo ta cũng phải học như vị ấy phải học bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc ta cũng phải học như vị ấy phải học tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ ta cũng phải học như vị ấy phải học bốn niệm trụ bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo ta cũng phải học như vị ấy phải học pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện ta cũng phải học, như vị ấy phải học mười địa Bồ Tát ta cũng phải học, như vị ấy phải học năm loại mắt, sáu phép thần thông ta cũng phải học. Như vị ấy phải học mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, ta cũng phải học như vị ấy phải học pháp không quên mất tánh luôn luôn xả ta cũng phải học như vị ấy phải học pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa ta cũng phải học như vị ấy phải học nghiêm tịnh cõi phật thành thục hữu tình ta cũng phải học như vị ấy phải học trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng ta cũng phải học lại nghĩ thế này, các đại bồ tát ấy vì chúng ta nói đạo đại bồ đề tức là bạn chân chánh của ta cũng là thầy ta, nếu đại bồ tát ấy an trụ tác ý tạp loạn xa lìa tác ý tương ưng trí nhất thiết trí thì ta chẳng cùng học với vị ấy, nếu đại bồ tát ấy lìa tác ý tạp loạn chẳng rời tác ý tương ưng trí nhất thiết trí thì ta luôn luôn cùng học với vị ấy.